Và ấm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn lên tay. Vươn tay lên, hít sâu vào, buông ngang vươn lên em. Vươn lên, nhìn lên luôn. Thở, sàm tay xuống và từ từ nhìn xuống. Hít sâu. Thở, sàm. Hít sâu. Vươn lên, đan tay lên. Lộn ngược bàn tay đẩy căng lên. Giữ lại. Năm, vươn cầm lên. Bốn, ba, hai, một, thở ra, cong lưng ra phía sau, tay đang về phía trước, mắt nhìn rốn, thở ra, đan tay lại luôn, lộn ngược bàn tay, đẩy căng về trước, rồi vươn lên, hít sâu, ưỡn ngực vươn cầm lên, thở ra, cong lưng ra sau, rút rốn, xích cái bụng thở, hít sâu, thở sầm. Hãy sau lên. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở sầm. Cong lưng ra sau, hốt bụng thở. 5, 4, 3, 2, 1. Nay cái bụng em sát do rồi kìa. Lên hít sau. Nghiêng phải. Thở sầm. Lên hít sâu, nghiêng trái, thở sầm. Xoay mặt nhìn lên đó em. Xoay xoay cái mặt lên, đúng rồi. Lên hít sâu, nghiêng phải, thở sầm. Hít sâu, nghiêng trái, thở sầm. Hít sâu, nghiêng phải, thở sầm. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, nghiêng trái, thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu và xoay tròn em. Xoay tròn. Đan tay lại xoay tròn. Xoay tròn luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Xoay tròn, vòng tròn rộng lên. 3, 4, 5, xoay ngược lại, xoay ngược lại, 5, 4, 3, 2, 1, hạ tay xuống, tháo chân ra, duỗi hai chân thả lỏng. Xếp đổi chân. Vặn cột sống, đưa tay phải ra sau lưng. Tay trái nắm tay phải kéo căng úp vào. Tới thì nắm luôn mũi bàn chân ấy, úp xuống nắm cái mũi bàn chân đó luôn em. Cái tay phải mình đưa ra sau. Rồi anh. Tay phải đưa sau, đó kéo tới nắm mũi bàn chân đó, đúng rồi. Rồi, tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng hít sâu. Xoay phải, thở sầm. Giữ y tay chân trả về hít sau. Không, giữ y tay chân mà. Giữ y tay chân mình trả cái mặt về, trả cái vai về thôi. Rồi, xoay thở sầm, mở vai xoay. Trả về hít sau. Xoay thở sầm. Xoay cổ, xoay vai, cố gắng xoay cầm theo vai đi. Trở về sau. Xoay thở ra, xoay thêm. Trở về sau. Xoay thở ra, xoay tối đa. Thớt bụng thở hết hơi ra.
thong thả trả về, thả lỏng tay, đổi bên, đổi bên, kéo tay trái. Nắm mũi chân đúng rồi. Hít xong, xoay trái thở sầm, xoay ra sau. Trả về hít sau, xoay thở sầm. Trả về hít sau, xoay thở sầm, xoay cổ, xoay vai. Trả về hít sau, xoay thở sầm, xoay thêm. Trả về hít sau, xoay thở ra, xoay tối đa. Thớp bụng thở hết hơi sầm. Thong thả trả về, thả lỏng tay. Hai tay đang sau gáy, mở rộng khuỷu tay. Sau gáy, sau gáy. Đang sau gáy. Mở rộng khuỷu tay, ưỡn ngực vươn cầm hít sau. Cong lưng ra sau, rút rốn, xiết cơ bụng thở ra, cụp hai khuỷu tay lại. Kéo nhẹ vai gáy lên, hít sâu, thở ra, hít sâu lên, giữ lại 5 4, mở căng lồng ngực ra, 3 2 1, thở ra, đẩy cong lưng ra sau, cụp khuỷu tay, xiết bụng, 5 4 3 2 1, hít sâu, nghiêng người qua phải, thở sầm. Hít sâu, nghiêng qua trái, thở sầm. Hít sâu, phải thở sầm. Hít sâu, trái thở sầm. Hít sâu, phải thở ra, giữ lại. Nghiêng từ từ cho khuỷu tay chạm xuống tới thảm luôn. Chạm xuống tới thảm luôn, được không? 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu. Nghiêng qua thở sầm. Nghiêng trái. Từ từ nghiêng chạm xuống thảm. Chạm nhấn không? 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu. Gập chéo. Khuỷu tay phải chạm ngớ trái. Thở sầm. Hít sâu, đổi bên, thở sâm. Hít sâu, thở sâm. Hít sâu, thở sâm. Hít sâu, thở sâm. Giữ lại 5 4 3 2 1, hít sâu, thở sầm, giữ lại, gập chéo, gập chéo, đổi bên, 5 4 3 2 1, hít sâu, đặt tay lên vai, xoay tròn khớp vai, xoay tròn, xoay biên độ rộng ra. Xoay ngược lại. Có ốm xuống không mà nay nhìn lồi xương sườn luôn rồi. À, săn chắc. Rồi, vỗ tay về trước. Vỗ tay về trước và vỗ ra phía sau lưng. Vỗ mạnh lên. Vỗ ra sau, đúng rồi. Vỗ thiệt mạnh ra sau để tạo cái rãnh lưng và chắc hai cái cánh tay của mình, mở bắp tay nè. 2, vỗ ra sau, vỗ nhanh lên. 3, ra sau. 4, mạnh lên. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi tháo chân ra, duỗi hai chân thả lỏng. Chống quy lên, tập thở mau mèo. Tay chân là 4 góc vuông. Cong lưng lên, mắt nhìn rốn, thở sang.
Hỉ sầu chùng lưng rướn cổ, vương cầm tới vương dài cột sống tới. Thở xà cong lưng, rút rốn xiết cơ bụng thở sàm, cong lưng lên, mắt nhìn rốn. Hỉ sầu thở sầm, hỉ sầu thở sầm, hỉ sầu thở sầm, lần nữa hít sâu, ép xuống, vương cầm, kéo căng cổ, 5, 4, 3, 2, 1, thở, xà cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, duỗi thẳng cột sống trung tính, nâng chân phải, tay trái lên, duỗi thẳng, hít sâu, chân phải, tay trái, đúng rồi. Rồi kéo ngang chân phải về bên phải, kéo ngang tay trái về bên trái, xiết cơ bụng thở, kéo cho chân ngang lên với hông mình luôn, ngang bằng với hông, vuông góc với thân. Hít sâu, duỗi ra sau, duỗi trở về. Hai thở ra, kéo qua xiết cơ bụng. Hít sâu, ba thở ra. Hít sâu, bốn thở sầm, hơi sâu, nâng chân lên, nâng chân lên, năm thở ra, xiết không lại, kéo qua, 5 4 3 2 1, đặt chân ngang hàng với đầu gối trái, đặt chân mở ra ngang hàng, rồi mở tay trái lên, mở tay trái nhìn lên, mở tay trái nhìn lên, mở mở ngang lên trần nhà, mở ngang lên, mở lên, đúng rồi. Hít sâu, luồn qua, thở ra, luồn qua nắp tay phải, luồn qua, đúng rồi, lên, hít sâu, mở tay lên, mở tay lên, thở ra, luồn tay qua, luồn tay xuống nắp tay. Nãy mạng em hình như bị lát hay sao ta. Hít sâu, vươn lên, vươn tay lên, nhìn theo tay, 5, 4, 3, 2, 1, luồn tay qua, nắm cổ chân phải, luồn sâu 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 qua, đặt úp lên mắt cá chân phải, đúng rồi, rồi lật tay phải lên thở ra, lật căng 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 ra, xiết cơ bụng thở, 5, 4, 3, 2, 1, chống tay trở về, hít sâu, chống cái mũi chân trái lên, chống cái mũi chân trái, rồi, giờ nè, em mới xoay người qua bên trái, đi di chuyển hai tay qua luôn, qua luôn, qua luôn, đưa tay phải nắm cái gót chân trái, đưa đặt cái vai xuống, đặt cái vai phải xuống, hồng hồng, đặt cái vai phải xuống sát vào đầu gối, vai phải của em đâu, vai phải, vai phải, vai phải, cái đó vai trái mà, cái đó vai trái, vai phải đặt xuống sát với đầu gối bên trái, đúng rồi, rồi đưa sâu qua cho cái tay em nắm được cái gót chân trái, cái tay phải em nắm được gót chân trái, không không kéo chân trái lên mà phải vặn người sâu xuống, vặn người, di chuyển, di chuyển, đúng rồi, cho cái nách tay phải sát lại với đầu gối trái, 5 4, lật qua đi, lật tay đi, lật qua bám vô đùi, 2 1, trở về, thu tay thu chân trở về, nâng tay chân lên, nâng ngang lên, nâng ngang tay chân ngang lên, tay trái ngang lên luôn, chân phải ngang lên, tay trái ngang lên, đúng rồi, rồi mới xuôi trở về, xuôi trở về, rồi hạ xuống, cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng thở ra, chống tay chân xuống, chống tay chân xuống, cuộn lưng lên, rồi cột sống về trung tính để đổi tay chân, chân trái tay phải duỗi thẳng, hít sâu, mở ngang tay chân ra, thở sàm, mở ngang vuông góc xiết cơ bụng, hít sâu, xuôi về trước, 2 thở sàn, hít sâu, xuôi về trước, thở sàn, hít sâu,
rằm, giữ lại 5 4 3 2 1, đặt chân xuống thẳng hàng với đầu gối phải, rồi mở tay phải lên, hít sâu, luồn tay qua nắp tay trái, thở rằm, hít sâu lên, thở rằm, hít sâu, thở rằm, hít sâu lên, giữ lại 5 4 3 2 1, luôn qua, úp lên mắt cá chân trái, úp lên trên, đặt vai đặt đầu xuống, đưa sâu 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 qua, rồi lật tay qua, thở ra, lật nữa, lật vai nữa, đúng rồi, lật 5 4 3 2 1, lên, hít sâu, chống tay lên, chống tay nâng người lên. Rồi giờ nè, mới xoay người qua bên phải và đưa cái nắp tay trái em sát lại đầu gối, đúng rồi, nắm, đúng rồi đó, rồi lật tay kia qua, ướp vào đùi, sắn người, thở ra, 5 4 3 2 1, trở về, trở về, tay ngang chân ngang, tay ngang chân ngang, rồi xuôi thẳng về trước, hít vào, rồi hạ xuống, cuộn lưng lên, thở ra, hít sâu, trương lên, rắn hổ mang. Lui về em bé, thở sầm, hít sâu, lượng cột sống lên, đúng rồi, đúng rồi đó, nó vào lưng giữa, thở sầm, bám tay lại, lui 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 lui, cảm nhận căng cánh tay và căng lưng, hít sâu, trương lên, thở sầm, lui về. Hít sâu, trương lên. Lui về, thở sầm. Hít sâu, trương người lên. Sợi vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Ưỡn ngực tới, em vươn cầm lên cho kéo căng cổ mình, cho móc cái nọng cầm và cổ mình thẳng căng đẹp. Chống chân, chó ấp mặt, thở sầm. Ép vai, ép lưng, xích cái bụng thở. Trường lên, chó ngẩng mặt, hít sâu. Chó ấp mặt, thở sầm. Hai, hít sâu. Thở sầm. Ba, hít sâu. Thở sầm. Bốn, hít sâu. Thở sầm. Năm, hít sâu. Thở sầm. Sáu, hít sâu. Thở sầm. Bảy, hít sâu. Thở sầm. Tám, hít sâu. Thở sầm. 9, hít sâu. Thở sầm. 10, hít sâu. Giữ lại. 5, 4, ưỡn ngực tới, ưỡn ngực. 3, đúng rồi, 2, 1, thở sầm. Ép vai xuống, xiết cơ bụng. Rồi vẫn ép vai, ép lưng, nhón gót lên, đẩy cái mông, đẩy đỉnh mông lên trần nhà, nhón gót lên. Đúng rồi,
nhón lên rồi chung gối đùi sát vô bụng ngực. Đúng rồi, thở. Đúng. Rồi thẳng gối vẫn nhón gót đẩy đỉnh mông lên, hít sâu. Hai thở rằng. Hít sâu. Ba thở rằng. Hít sâu. Bốn thở rằng. Hít sâu. Năm thở rằng. Siết cái bụng giữ. Năm, bốn, ba, hai. Nhìn về đầu thảm. Vẫn ép như vậy, nhìn về. Nhẹ nhàng hai chân lên chiếc ghế. Lên. Hai chân lên, đúng rồi. Vươn tay lên, rút rốn siết cái bụng lại, thở. Rồi, đứng lên, hít sâu, vươn hai tay lên. Cẳng xuống, thở, sàn, lui mông, siết cái bụng, rút rốn lên. Hít sâu. Ba thở, sàn. Siết chắc cái bụng lại, thấy chưa chắc bụng á. Hít sâu. Bốn thở rằng. Hít sâu. Năm thở rằng. Rồi giữ đó. Giở 10 cái ngón chân lên. Rồi hai tay em mới quạt. Hai tay em quạt ra phía sau. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhẹ và chậm thôi. Rồi quạt ngang về trước. Quạt ngang lên trở về. Vươn lên. Đúng rồi. Hai quạt ra sau. Lên. Trở về. Ba quạt ra sau trở về, bốn trở về, năm giữ lại nhịp mông xuống, năm bốn nhấn mông xuống, ba hai một lên, vươn tay lên, hít sâu ngã ra sau cây lao nếu được, ưỡn ngực vươn cầm lên, vừa thôi. Khép tay lại em, không hoạt động tay ra hơn vai, khép tay. Nâng lên, trương tới cúi xuống, thở sàm. Ép xuống, thở sàm, buông đầu xuống. Tay đặt ngang hàng với hai bàn chân, hai bên bàn chân á, đặt hai bên. Rồi, chung gối, bước chân phải dài ra sau, hít sâu. Nâng người lên, vươn tay lên, kéo căng ngã ra sau, thở sàm. Chống mũi chân, em đứng thẳng cái gót lên, đừng có quẹo quẹo cái chân sau. À, gót chân đứng thẳng ở trên mũi chân, úp đùi xuống, nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay xuống, chống hai tay xuống, bước tiếp chân trái bằng chân phải, bước tiếp, trường vai tới, rồi hông đừng võng, siết chắc người lại, duỗi cổ, duỗi cổ thêm xí nữa, duỗi thẳng các đốt sống cổ ra. Rồi lật tay trái lên, chồng chân trái lên chân phải. Nhìn the tay siết cái bụng thở sam. Hơi chùng cái tay chống á, chứ để nó bị đau khớp khuỷu tay, vì tay cắn giá là nó sẽ lõi á. Cho nên hơi chùng nhẹ xíu. Rồi chống tay xuống, hít vào, chống tay, trở xuống, trở về tấm ván. Rồi bắt đầu nè, xoay hai kỹ khuỷu tay kẹp vô be sườn, chung xuống tấm ván thấp. Kẹp vô sát be sườn, hai cái khuỷu tay em á. Hạ gối, hạ ngực, hạ cầm, nâng mông, thở ra. Nâng mông lên. Đúng rồi. Đó, cá sấu. Cá sấu cỡ đó vừa đẹp. Trương lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, duỗi mũi chân. Thấp vai xuống, ưỡn lồng ngực tới. Vươn cầm lên, căng cuốn họng. Chống chân lên, chớp mặt, thở sầm. Chân phải ra sau, bật cao lên, hít sâu vào, úp hông xuống, úp vai xuống. Giờ chỉnh từ từ nè, đạp cái gót chân trái xuống, đạp gót chân trái. Rồi em căng cái gót chân phải lên trần nhà, cái mũi chân hướng dưới sàn á. Đúng rồi, nhưng mà úp đùi xuống, mũi chân hướng thẳng xuống dưới sàn. Đúng rồi, đúng, đó. Rồi đẩy người tới, giờ mới nhón hết gót chân trái. Bước chân phải lên bằng hai tay và nó người lên, vươn hai tay lên, kéo căng ngã ra sau, thở sầm, kéo căng căng căng. Em kẹp hai ngón tay cái lại đi, không có hoạt rộng ra, kẹp lại, kéo ra phía sau đầu mình, ưỡn lồng ngực lên, vươn cầm lên luôn, nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay xuống, bước tiếp lên, thở sầm.
Hai tay duỗi ra bằng đầu là hai tay mình kế cái lỗ tai, duỗi hai tay ra bắp tay kế lỗ tai nó người lên, duỗi hai tay không, hai cái bắp tay mình á, hai bắp duỗi thẳng hai tay ra bằng với đầu em, duỗi thẳng ra luôn, đúng rồi, nó người lên, hít sâu vào, tức là đầu với tay mình đi một lượt á, rồi kéo căng tay vai vẫn kẹp hai ngón tay cái, kéo căng tay vai, ưỡn ngực, vươn cằm, rồi em đẩy nhẹ hông về trước một xíu, đẩy nhẹ, đúng rồi, lắng nghe cột sống, nâng lên, hít sâu, trương tới, cúi xuống con cò, thở sầm, cúi kéo căng là cảm nhận thắt lưng của mình. Hai tay đặt hai bên bàn chân, ngang hàng với hai bàn chân, đúng rồi, chung gối xuống, bước chân trái dài ra sau, hít sâu vào, nâng người lên, vươn hai tay lên, tấn chắc mông đùi bụng, kéo tay vai ngã ra sau, thở ra, siết đùi sau, chân trái vẫn kẹp hai ngón tay cái, kéo kéo kéo, đúng rồi, nó sẽ không ảnh hưởng gì tới thắt lưng hết á, nó vô lưng giữa lưng trên, nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay xuống, bước tiếp chân phải bằng chân trái, trường vai tới, hít thêm, đúng rồi, siết cơ bụng lại vừa thẳng, em duỗi cổ ra đó, duỗi thẳng xí nữa, duỗi thẳng xí nữa cái cổ xí nữa, vẫn còn hơi gắt các đốt sống cổ, duỗi sao cho xương cục cho tới xương đầu của mình thẳng, lật tay lên đổi bên, hồi nãy lật tay kia giờ lật lại, nãy lật tay đó rồi, rồi vươn căng lên, siết cơ bụng, thở sàm, hạ tay xuống, hít sâu vào, rồi chung tay kẹp khuỷu tay vào be sườn, em xoay cái khuỷu tay kẹp vô, hạ toàn thân song song với sàn, rút cái rốn lên, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông, thở ra, tư thế tấm ván thấp chưa nổi đó, trường lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, nâng lên, chó ấp mặt, thở sầm, ép vai xuống, ép lưng xuống, siết cơ bụng lại, đúng rồi, rồi căng gót chân trái lên, mũi chân hướng xuống sàn nhà, đúng rồi, úp vai úp hông, đạp gót chân phải xuống, đạp gót chân phải, chân trái ở ra sau em bật lên chứ đừng xìa qua bên trái, em đang xìa qua bên trái rồi, di chuyển nó xích về bên phải, di chuyển chân trái xích về bên phải, em đang xìa qua bên trái, đúng rồi, rồi úp cái vai xuống, ép cái vai xuống, ép chặn cái vai xuống nữa, rồi đẩy tới, nhón gót chân phải, bước chân trái lên bằng hai tay, nhẹ nhàng bước lên, hít vào, nâng người lên, kéo căng tay vai ngã ra sau, thở ra, kẹp tay lại, ưỡn ngực, vươn cằm, nhả thở, nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay xuống, bước tiếp lên, thở sầm, hai tay ra cạnh đầu, nâng người lên, hít sâu vào, nâng lên, kéo tay vai ngã ra sau, thở sầm, ưỡn ngực, vươn cằm, nhả thở, lên, hít sâu vào, trương người tới, ngẩng cổ duỗi dài lưng ra, hít sâu vào, nhón hai bàn tay lên, chùng tay chùng gối xuống, chống tay ngang hàng với hai bàn chân, siết cơ bụng lại, bật chân ra sau, tấm ván thấp, tấm ván thấp, hạ gối, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông, trường lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, nâng lên, chó ấp mặt, thở sầm, chân phải ra sau, bật cao lên, hít sâu vào, gấp cẳng chân lại,
bật căng đầu gối lên rồi úp vai xuống em, úp vai siết cái bụng thở, úp vai lật qua hoang dã, lật chân phải tay phải qua, đẩy hông lên, đúng rồi, thẳng gối trái tim, siết lại, siết mông đùi bụng, đúng rồi, rất đẹp. Hít sâu vào, hít thở, hít thở. Thu tay chân về, chớp mặt, thở sầm, nhón gót co gối lên chiếc ghế, xiết cơ bụng lại, bật chân lên, vươn hai tay lên, nón người lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai, ưỡn ngực ngã ra sau, thở sầm, đẩy nhẹ hông, đẩy nhẹ hông một xíu, đúng rồi, lên hít sâu vào, trường người tới, cúi xuống, thở sầm, ép thở sầm, ngẩng cổ duỗi dài lưng, hít sâu vào, chung gối chống chắc tay, bật chân ra sau, tấm ván thấp, xiết cơ bụng, thở sầm, hạ xuống cá sấu, cao mông lên xí nữa, đó đúng rồi, trường lên rắn hổ mang, hít sâu vào, nâng lên chóp mặt, thở sầm, bật cao chân trái lên, hít sâu vào, gấp cẳng chân, vẫn ép vai đi, suy nghĩ vô vai, chỗ vai, ép vai xuống em, ép vai xuống, rồi lật đầu gối căng lên, căng lên, em lật đầu gối vẫn ép vai xuống, là cảm nhận cơ thể mình, rồi lật tay chân qua, thở sầm, đẩy căng lên, siết mông đùi bụng, thở sầm, thu tay chân về, chớp mặt, cúi xuống, siết cơ bụng, thở, nhón gót co gối, hít vào, lên chiếc ghế, siết cơ bụng, thở sầm, vươn căng tay lên, rút rốn, siết cơ bụng thêm nữa, nhấn mông xuống chút nữa, rồi chống hai tay xuống ngang hàng với hai bàn chân, bật chân ra sau, tấm ván cao, tấm ván cao, hạ cẳng tay phải xuống, hạ co cái khuỷu tay mình, chống cái khuỷu tay ngay bàn tay, hạ cẳng tay xuống, vẫn giữ, đúng rồi, rồi hạ tay trái, siết cơ bụng lại, chắc toàn thân nha, chống tay phải, chống tay trái, chống bàn tay ngay khuỷu tay, luôn luôn thẳng người, siết chắc người lại, rồi hạ tay phải, hạ tay trái, chống tay phải, chống tay trái, hạ tay phải, hạ tay trái, chống tay phải, chống tay trái, hạ tay xuống, hạ tay phải, hạ tay trái, chống tay trái, chống tay phải, hạ tay trái, hạ tay phải, chống tay trái, chống tay phải, hạ tay trái, hạ tay phải. Có mở máy lạnh đâu mà sao thấy không đổ mồ hôi gì trơn hả? Chống tay trái, chống tay phải, hạ tay trái, hạ tay phải, rồi quay ngang cẳng tay phải, quay ngang qua, quay cẳng tay ngang qua, nằm nghiêng, tấm ván thấp nghiêng, nâng ông lên, chồng hai chân lên nhau, xiết cơ bụng tại, vươn tay kia lên, vươn tay kia lên, đẩy hông lên nữa, nâng ông lên, xiết lên, xiết cái eo dưới lên, rồi luôn cái tay trên xuống sờ vô cái eo bên dưới, sờ vô cái eo luôn, ha, chắc người lên, thể lực yếu quá, cố lên, chắc cơ lên, em sờ vô cái eo để cảm thấy cái eo đang siết lại, cứng lại, lên, vươn tay lên, cố lên 5 nhịp, vươn căng lên, hít vào, rồi luồn tay sờ vô cái eo bên dưới, siết cơ bụng thở, đúng rồi, hơi gập vai luôn, hơi gập vai xuống, hơi xoắn gập vai xuống, ba lên, vươn tay lên, căng lên, đẩy hông lên,
luồn tay xuống, thở ra. Bốn lên. Chị Tiên, mình tưởng thấy cũng khỏe lắm mà Tiên. Đẩy lên. Rồi lần nữa, xiết cái bụng xuống. 5, 4, 3, 2, 1. Co tay lại, co tay đổi bên. Như cọng bún thiêu rồi trời. Đẩy hông lên, hít sâu. Luồn tay xuống, xiết cái bụng thở ra. 2 lên, hít sâu. Thở ra. 3 lên, hít sâu. Thở ra, xiết cái bụng lại. 4 lên, hít sâu. Thở ra, xiết cái bụng. 5 lên, hít sâu. Thở ra, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Co cẳng tay xuống. Nằm sấp xuống, nằm sấp xuống. Hai chân khép sát, hai tay đan sau lưng, đan chắc các ngón tay sau lưng, nâng tay cao lên, đúng là thẳng khuỷu tay nâng lên, tạo rãnh lưng, săn chắc bắp tay, đánh bay mở lưng, mở nắp tay, thở hết hơi ra, hít vào, nâng đầu và chân, nâng tay lên cao giữ đó, nâng đầu và chân lên luôn, nâng tay lên luôn em, nâng tay lên, đúng rồi, hạ xuống, thở, hạ người xuống, hai lên, lên, xuống, ba lên, xuống, bốn lên, xuống, năm lên, lên, xuống, sáu xuống, bảy lên, xuống, tám lên, xuống, duỗi thẳng chân, chín lên, nghe chắc bắp chân bắp đùi sau cơ mông cơ lưng toàn bộ mặt sau của mình, xuống lần nữa, 10 lên, giữ 10 lên nè, à. Lên 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống. Lật ngửa trở ra. Hai tay đan sau gáy, hai chân khép sát. Duỗi thẳng hai chân ra, thở hết hơi ra. Hít sâu vào. Siết cơ bụng, nâng ngay chân lên vuông góc. Ép cái thắt lưng xuống, nâng đầu lên, nâng đầu nâng vai, nâng lưng lên, rồi mũi chân hướng về phía đầu, mũi chân hướng về căn gót, đúng rồi, gồng chắc cơ bụng, siết cơ bụng cứng lại, giữ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, siết bụng hít thở đều, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Co đầu gối lại, vòng tay ôm gối, hạ đầu xuống đi cho đỡ mỏi cổ. Ép đùi sát vô và nhịp gối lên để massage thắt lưng, nhịp đầu gối lên. Đúng rồi. Rồi nâng đầu lên, mũi chạm gối. Lăn lưng lên, lên xuống massage lưng. Lăn phải trái đi. Em bị trượt đĩa đệm á, lăn như vậy có cảm giác nó đau không? Ừ.
khi lăn lên xuống á, sợ nó kéo giãn á, có cảm giác nó bị đau không? Lăn phải trái, phải trái, nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự do, chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trả về giữa, duỗi thẳng cổ, cầm hướng vào ngực, thớp bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, nằm thư giãn thả lỏng. Mở hai chân ra rộng bằng vai, ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay ngửa, duỗi thẳng cổ ra, mắt khép lại nhẹ nhàng, hướng tâm trí vào cơ thể, cảm nhận thật sâu vào lời dẫn đến đâu, tâm trí tập trung vào đến đó để điều khiển thả lỏng ra, không suy nghĩ ra bên ngoài cơ thể. Ta đang thả lỏng các ngón chân, mười đầu ngón chân đang ấm dần lên, ấm dần lên, hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn chân, lòng bàn chân ấm dần lên, ấm dần lên, hơi ấm và sự thư giãn đang lan tỏa hai bàn chân, khớp cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng, hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần lên, ấm dần lên. Hãy tập trung vào nữa đi nào, tập trung sâu hơn đi nào, cảm nhận thật sâu vào hai chân đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn, cơ mông cũng đang được thư giãn thả lỏng, sự thư giãn thả lỏng đang lan tỏa lên thắt lưng, cột sống thắt lưng đang được thư giãn thả lỏng, cơ lưng đang ấm dần lên, từng đốt sống lưng ấm dần lên, sự thư giãn và mát đang lan tỏa các cơ lưng, hơi ấm lan tỏa vào tất cả các cơ quan nội tạng, bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng và ấm dần, hơi ấm lan tỏa mười đầu ngón tay đang được thư giãn và ấm dần lên, hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, bắp tay, khớp vai, hai cánh tay đang được thư giãn thả lỏng và dần lên, cảm nhận sâu vào đi nào, đặt tâm trí sâu vào, cảm nhận sâu vào cơ thể, hai cánh tay của tôi đang được thư giãn thả lỏng và dần, hơi ấm lan tỏa ra sau vai, sau gáy, hơi ấm lan tỏa lên các đốt sống cổ, vùng vai gáy và các đốt sống cổ đang được ấm dần lên, ấm dần lên và được thư giãn hoàn toàn, một cảm giác thật dễ chịu đang lan tỏa ra khắp vùng vai gáy, lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán, toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn và ấm áp, hơi ấm lan tỏa lên bộ não, lan tỏa lên da đầu cũng được thư giãn và ấm áp hơn, thần kinh của tôi đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn, tâm trí của ta thật là thư giãn, thư thái dễ chịu, cảm nhận sâu nguồn năng lượng của vũ trụ
của tôi đang ập dần lên hương dạng thở lòng, từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay ngọn chân, cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ lan tỏa khắp cơ thể tràn ngập nguồn năng lượng mới tích cực. Cơ thể của tôi đang thật là khỏe mạnh, tràn đầy nguồn sinh lực, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể của tôi thật khỏe mạnh, không có bất cứ một bệnh tật nào xâm nhập được vào cơ thể của tôi. Tâm trí nói với chính mình thế nào? Tâm trí đang nói với chính mình, cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Từ từ tôi chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và để tôi ngừng thở. Tiên nghỉ nha Từ Tiên. từ nhúng nhích các ngón Tiên ơi, tay mà chân, có gì em coi nhúng coi bàn tay bàn chân. cái bữa nào em rảnh á, bù 2 bữa hổm chị nghỉ Tiên. Mở mở micro lên, mở micro lên.